Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và như chúng ta cũng đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết về chủ đề của chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc cùng chuyên gia tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai. Xin chào cô. Chào Minh Ngọc. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Dạ, cô Mai có nhận định như thế nào về câu chuyện vừa rồi chúng ta vừa theo dõi ạ? Hình như điều này khá phổ biến ở các gia đình. Dạ. Và nếu mà mình nhìn theo mặt tích cực đó, thì ai cũng mong muốn là mình so sánh hoặc là mình có một cái biện pháp nào đó để cho gia đình mình tốt thì nó còn tốt hơn nữa. Dạ. Con dâu mình giỏi thì giỏi hơn nữa. Nhưng mà rõ ràng phải hỏi người trẻ là Minh Ngọc. Nếu như một ai đó hoặc là trong gia đình mình mà có so sánh mình với em mình, ngay em mình thôi, hoặc anh mình hoặc chị mình, thì có dễ chịu không Minh Ngọc? Dạ, đương nhiên là không bao giờ dễ chịu được cả. Dạ vâng. Mà mỗi dù người một tính cách khác nhau người nữa. Thân của mình là dạ. Ruột thịt của mình đó, mình cũng không thấy dễ chịu. Dạ, mình cho cảm thấy nên... mình bị hạ xuống. Dạ vâng, và mình cảm thấy mình có một cái gì đó mình tự ái. Dạ. Tủi thân, ấm ức. Dạ đúng rồi. Đó là các thành viên trong gia đình với nhau còn bị như thế. Huống gì ở đây là một người ở đằng Tây, một người ở đằng Đông, dạ. Một người ở đâu đó không có liên quan gì dạ, tới. Mình cũng không biết người ta là ai dạ. nữa. Mà tự nhiên bị đưa ra so sánh. Đấy là chưa kể tới, khi mà nói so sánh thì sẽ có hơn có kém. Dạ. Vậy lấy cái gì để làm chuẩn, để mà biết A hơn B hoặc B hơn A? Dạ, bà Thủy đi khảo sát nguyên một sớm đó. Dạ vâng. Đó, đó chính là cái điều mà người ta hay nói là nói điều gì thì phải cho người khác tâm phục khẩu phục. Dạ. Đây nó là một câu chuyện vui thì được. Ví dụ, bà Thủy đi chơi thăm hàng xóm hoặc là thăm thông gia hoặc đi đây đi đó, về nhà chỉ đưa một cái câu chuyện làm vui, tức là mình nói hôm nay má đi má thấy con dâu bà A, con dâu ông B chẳng hạn, có một cái chuyện rất là vui, tức là đem câu chuyện đó để mà kể lại như một cái niềm vui, một cái mẩu chuyện cười, thì nó lại khác với cái chuyện là hôm nay má đi như thấy người ta như thế, thấy mà ham. Dạ. Hoặc là người ta hiểu ý, người ta chỉ cần liếc mắt một cái thì người ta đã vân vân và vân vân. Nói đi, nói lại thì ta phải thấy cái thành viên trong gia đình của bà Thủy đó là có cô Kim. Dạ. Dẫu sao chăng nữa thì cô cũng là phận gái mà. Dạ. Rồi trong tương lai cũng sẽ phải lấy chồng và cũng có thể là cũng sẽ làm dâu. Cho nên là cô ấy thấy được cái sự nó không có thỏa đáng. Dạ. Cho nên mới nhắc mẹ thôi mà. Mỗi gia đình có một cách. Dạ, và mỗi chừng người nữa, một kiểu nữa. Dạ, tức là con dâu của người ta có thể giỏi cái này. Dạ. Nhưng mà có thể yếu cái khác, chị Hảo. Dạ. Thì vừa việc nhà, vừa việc ở ngoài xã hội, quỹ thời gian có hạn. Và chính vì vậy, khi mà chúng ta mạnh điều này thì chúng ta sẽ nhẹ điều khác. Dạ. Và đây cũng chính là cái mà giúp cho cái cô con dâu, cô cũng phải cân nhắc lại. Dạ. Một chút, cô là người hiểu biết. Và thực ra đó, nếu mà nói là gia đình này là một cái gia đình mà tôi thấy cũng vô cùng thú vị. Dạ. Có đầy đủ mọi cung bậc ở trong này. Thương có, yêu có, hờn mát có, mà bực bội cũng có. Và đó chính là cung bậc của cuộc sống. Nếu như mẹ chồng thực sự yêu thương con dâu thật, thì cứ thẳng thắn góp ý với con. Mẹ thấy con nên như thế này, có lẽ con bớt cái này một chút để con tăng thêm cái thời gian cho gia đình. Yeah. Và dạo này mẹ cũng yếu rồi, cho nên là có gì con giúp mẹ nhé, hoặc là giúp cho má. Thì như vậy con dâu cô sẽ cảm thấy dễ chịu mình hơn, tiếp yeah. nhận một cách dễ chịu, và mẹ đang đề nghị mình yeah. để mình có thể hợp tác với mẹ, chứ không phải là so sánh với người A để thấy mình thấp hơn, rồi yeah. bây giờ mình phải lấy cái điều đó để mà mình phấn đấu, mình trở thành cái người đó. Rồi mình lại bị bài trừ những gì mình cố gắng, yeah, những vâng. điều tích cực của mình nữa. Phủ định đi. Yeah. Cho nên đấy chính là cái trong chỗ không ngờ yeah. thì thương nhau nhưng mà lại hại nhau ở chỗ là tủi thân lắm. Yeah. Vậy nếu như bây giờ chúng ta đặt một cái vế ngược lại, bà Thủy sẽ đổi lại cái cách đó mà không nhắc tên ai hết. Yeah. Má chỉ thấy cái điều này là hay nè con, tức là cuối tuần đó thì... nên trò có chuyện cái, cùng nhau dạ, dạ. có cái thời gian nhiều hơn đi con, để má hiểu con hiểu má, và đồng thời là tất cả con cái trong nhà, rồi ba, rồi chồng con, rồi các em con, mình hiểu nhau hơn. Má thấy đó cũng là một cái điều mà có lẽ con cũng nên xem xét. Tức là khi mình nói với con với cái cách mình chân thành như vậy thì chắc chắn tôi nghĩ cô ấy dạ. cũng là một cái người hiểu biết. Dạ. Cho nên chắc chắn là cô sẽ thay đổi từ từ. Và gia đình là gì? Là một đơn vị mà trong đó tất cả các thành viên phải giúp đỡ nhau bằng cách này hoặc bằng cách khác. Và cái quan trọng là ở đây tôi thấy em chồng với chị dâu lại dạ. khá là có một cái gì đó tương hợp với nhau. Dạ. Cho nên trong trường hợp này, nếu như lỡ mà mẹ có góp ý với chị dâu mình
hoặc so sánh chị dâu mình nhiều như thế, thì cái cô em chồng nên khéo léo nha, giống như một sứ giả để mà hóa giải cái chuyện mà mẹ cứ hay so sánh chị dâu với lại người khác. Dạ, có nghĩa là tất cả những thành viên trong gia đình đều cùng phải góp sức vào. Dạ vâng. Dạ. Thí dụ như thế này, mẹ ơi, mẹ mà so sánh chị hoài như vậy, mai mốt tới con đi làm dâu mà người ta cũng so sánh vậy thì sao hả mẹ? Dạ. Tức là mình phải đưa cái điều đó về để cho mẹ chợt tỉnh ra. Dạ, và ngay cả anh Phát, anh Út trong dạ, nhà vâng. cũng vậy. Thấy như vậy thì nhắc người mẹ. Em trai, dạ. Mẹ ơi, như vậy chắc con không dám lấy vợ đâu. Trêu dạ. mẹ một câu, sao lại không lấy vợ nó? Trời ơi, làm dâu khó ghê á. Dạ. Mỗi một thành viên đều có những cái gọi là một cái góp ý dạ. mà không có phê phán. Dạ. Góp ý mà theo cái chiều hướng khôi hài, dạ. tình cảm. Tôi nghĩ rằng ai cũng thích nghe những cái lời góp ý vừa chân thành, vừa thể hiện cái yêu thương, nhưng mà nó dí dỏm một chút. Dạ. Thì như vậy mọi chuyện nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và tôi dĩ nhiên ở đây tôi xin các bà mẹ chồng đừng có giận tôi ở chỗ là đừng có so sánh con dâu mình với con dâu người khác, mà thay vào đó thì hãy tìm cái điểm mạnh, cái điểm đáng yêu của con dâu mình để mình thấy tự hào và yêu con dâu mình hơn. Bởi vì phải cảm ơn con dâu chứ. Con dâu chính là người thay mặt mình để sống hết cả đời với con trai của mình và chăm sóc cháu nội của mình. Dạ, và chúng ta hãy ghi nhận những điểm tốt từ dạ, những vâng. thành viên xung quanh. Và đừng so sánh mà hãy góp ý chân thành. Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai đã cho quý vị khán giả những lời khuyên vô cùng bổ ích về chủ đề này. Và Minh Ngọc xin hẹn gặp quý vị ở khung giờ phát sóng quen thuộc của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần để chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ cùng nhau những bí kíp giữ gìn hạnh phúc trong gia đình trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Minh Ngọc và chuyên gia tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai xin chào và hẹn gặp lại.